Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của đồ chơi di động.com. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một cái sản phẩm mới nữa của shop. Đây chính là chiếc ốp lưng chống sốc có tác dụng bảo vệ rất tốt dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6, một chiếc siêu phẩm hiện tại của Samsung. Đây là chiếc ốp lưng thuộc dòng Defender đến từ nhà sản xuất Newkin, rất là nổi tiếng. Dạo gần đây thì Newkin có rất là nhiều sản phẩm mới, chứ không còn bó buộc xung quanh một vài sản phẩm truyền thống như ngày xưa nữa. Và đây là một trong những nỗ lực của họ dành riêng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6. Đây là cái phần hộp bên ngoài của nó, được thiết kế cũng tương đối là hầm hố, phù hợp với lại cái tính chất chống sốc bảo vệ của nó, của chiếc ốp. Đây là mặt sau, mặt sau với những cái hoa văn dạng hình tổ ong, và logo của nhà sản xuất được nằm ở đây. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái phần tính năng và thông tin của nhà sản xuất. Các bạn lưu ý thì sản phẩm chính hãng thì lúc nào cũng có cái tem chống giả của Newkin ở đây. Đây là tem lập thể 7 màu. Và bây giờ mình sẽ mở hộp và minh họa cho các bạn cái chiếc màu đen với cái phần màu tương phản diện, đó là màu cam. Là ốp này sẽ đi tông hai màu, chút nữa mình sẽ còn hai màu nữa thì mình sẽ giới thiệu các bạn sau. Đây là bây giờ mình sẽ có trên tay chiếc màu cam. Cái cảm giác đầu tiên mà các bạn nhìn thấy á, ngay trên màn hình thì chúng ta cũng thấy nó là rất là, nhìn nó rất là ngầu và hầm hố, như là những cái bộ phim như Iron Man hay là phim Avenger hay là phim Transformer gần đây chúng ta coi, dạng nhìn như những cái robot vậy. Nhưng mà thực chất nó là loại ốp silicon. Bởi vì nó là ốp silicon, do đó thì cái khả năng chống sốc khi mà chúng ta làm rơi rớt rất là tốt. Khi đó các lực tác động nó sẽ được tản ra xung quanh chiếc ốp hết, thì giúp cho chiếc máy chúng ta rất là an toàn và êm ái. Đây là cái mặt lưng của nó. Đây là mặt bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng thể trước đã, để chút nữa chúng ta sẽ nói đến chi tiết sau. Đây là cái loại ốp, nó bao gồm hai lớp rất là đặc biệt. Ở bên trong chúng ta có thể tìm thấy một lớp ốp cứng hơn, các bạn có thể gỡ nó ra được. Đây. Nó được thiết kế rất là đặc biệt và chuyên dụng, đảm bảo cho chiếc máy chúng ta rất là được an toàn, êm ái khi gắn vào mà không bị chạy xước gì cả. Đây là phần ốp cứng bên trong, có độ đàn hồi rất là tốt. Còn đây là cái phần ốp silicon áo bảo vệ bên ngoài, rất là dày. Mình sẽ gắn nó lại, gắn vào rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ xem qua, đây là cái phần cụm camera. Cụm camera này được nhô cao hơn. Thứ nhất là nó nhô cao là hai lớp. Thứ nhất là cái lớp bạn thấy là cái phần bảo vệ màu cam này nó đã cao hơn camera của chúng ta rồi. Nhưng ngoài ra cái phần áo silicon ngoài nó cao hơn một lớp nữa. Do đó khi chúng ta đặt trên mặt bàn như thế này thì nó rất là an tâm, không có làm chạy xước chiếc máy ở cái phần camera lồi của chúng ta. Đây là cái phần trang trí hai bên rất là đẹp. Ở đây chúng ta có thêm một dòng chữ nhỏ, đó là dòng Discover Innovation. Đặc biệt ở dưới đây thì các bạn nhìn thấy nè, đây là cái phần chưa ra cho loa pro, và cái cổng tai nghe cũng như là cổng sạc đã được làm bởi che bởi những cái phần bảo vệ bên ngoài bằng silicon như thế này. Nó sẽ ngăn cản nước bụi chui vào trong cái phần hở ra của chúng ta. Đây là nút nguồn. Nút nguồn này thì nó qua sử dụng thực tế thì mình thấy là nó có cảm giác là bấm cũng khá là nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì cái đồ nãy nó không tốt như là cái bím thật, tức là chúng ta không có cảm giác là nó nảy lên nảy xuống nhiều, nhưng mà chúng ta bấm vào nó vẫn rất là nhẹ nhàng, vẫn có giúp cho chúng ta mở máy hoặc tắt máy một cách nhẹ nhàng nhất như là dùng phím thật của máy.
Tương tự thì chúng ta có cái phần phím tăng giảm âm lượng phía bên phải này. Cạnh trên thì chúng ta có phần chừa ra cho cái phần cảm biến hồng ngoại của chúng ta. Bên cạnh cái màu cam này thì hiện tại chúng ta có thêm một cái màu nữa. Đây là màu đen với lại cái màu xanh lính như thế này, rất là ngầu. Cái loại ốp này phù hợp với những bạn nam thích cảm giác hâm hố, hay những bạn thích đi phượt, muốn bảo vệ tốt hơn cho chiếc máy của chúng ta, thì những cái ốp này nó sẽ phù hợp với lại cái sở thích của các bạn. Và đây mình sẽ minh họa với các bạn một chiếc máy thật. Đây là chiếc Samsung Galaxy S6. Cái mặt trước của nó khi mà gắn vào máy thì như thế này. Cái phần viền ở trên nó vẫn cao hơn cái máy, cho nên chúng ta úp máy xuống mặt bàn á thì nó vẫn an toàn. Như mình giới thiệu hồi nãy á, đây là cái phần chừa ra cho cái phần cổng sạc. Nè, chúng ta gỡ ra được. Đây là phần cổng tai nghe. Rồi đây là phần nút nguồn, các bạn thấy. Chúng ta có thể bấm vào một cách nhẹ nhàng. Nó lên như thế này. Rất là dễ dàng. Và mình lưu ý, nếu mà các bạn muốn an toàn hơn thì mặt trước thì các bạn nên dán cường lực luôn, để khi lỡ tay mà rơi mặt trước đó, thì chúng ta sẽ an tâm hơn. Hiện tại mình đang dán cái miếng dán cường lực của Neukin luôn, rất là bền. Và mình đã từng làm rơi chiếc máy này rồi, và nó sẽ bị miếng dán của mình rơi xuống cái bậc thềm xi măng thì nó bị hơi nứt một chút góc như này. Và mình đã thay miếng dán mới cho nó đẹp hơn. Và màn hình chúng ta thì không sao cả. Còn đây là phía mặt sau của nó. Đây là phần cụm camera. Các bạn thấy nó nhô cao hơn rõ ràng so với camera của chúng ta, rất là an toàn. Đây là cái loại ốp mà mình cảm thấy là nó nhô cao nhất từ trước đến giờ so với những loại ốp mình đã từng giới thiệu cho chiếc Galaxy S6. Nếu muốn an toàn nhất cho camera thì đây là loại ốp tốt nhất hiện tại của các bạn. Nhìn tổng thể trên tay rất là đẹp đúng không các bạn? Cái phần giới thiệu chiếc ốp chống sốc Neukin Defender dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 của đồ chơi di động.com đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.